PSG có động thái khiến tất cả choáng váng về Messi và Neymar. Theo truyền thông quốc tế, tương lai của bộ đôi Neymar và Messi tại PSG đang ngày một bất định. Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Messi và Neymar sẽ chia tay PSG sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Thủ quân Argentina trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6 tới khi hợp đồng của anh với đội bóng nước Pháp đáo hạn, Messi hiện đang được hàng loạt các đại gia như Man City, Anhilan hay Inter Miami săn đón. Trong khi đó, Neymar cũng đang lọt vào tầm ngắm của Chelsea. Theo những thông tin mới nhất từ Le Parisien, ban lãnh đạo PSG tin rằng cả Messi, Neymar hay thậm chí là Mbappé ở lại câu lạc bộ sẽ không có lợi cho đội. Nguồn tin này cho rằng, toàn đội bị chia thành hai phần khi đối phương có bóng, do bộ ba phía trước không chịu hỗ trợ phòng thủ. Chưa hết, Messi, Neymar, Mbappé được cho là sẽ phản ứng với huấn luyện viên Christophe Gontier nếu bị yêu cầu làm nhiệm vụ phòng ngự. Các cầu thủ còn lại của đội rất ngại thi đấu cùng ba siêu sao trên hàng công và sợ sẽ làm phàm phật lòng. Giới thạo tin nhận định, các quan chức tại sân công viên các hoàng tử bắt đầu trở nên khó chịu đối với Messi, Neymar và Mbappe. Nhà đương kim vô địch League một được cho là lo ngại về mức lương của bộ ba trên cộng với luật công bằng tài chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA. Giới thượng tầng cho rằng cả ba đã làm ảnh hưởng xấu đến vòng thay đồ của câu lạc bộ. Trước đó, Đại giờ MC Sport của Pháp đã tiết lộ rằng PSG đang suy nghĩ về việc tan rã bộ ba, MNM. Kylian Mbappe sẽ là trung tâm của dự án, vì thế hoặc là Neymar, hoặc là Messi hoặc có thể cả hai sẽ ra đi vào mùa hè tới. Kế hoạch của cố vấn thể thao PSG, ông Luis Campos vào mùa hè sẽ là chiều mộ những tài năng sáng giá người Pháp để tăng cường tính bản sắc cho câu lạc bộ.